Rồi, hello mọi người nha. Thì hôm nay là ngày giống như là mà 10 ngày ở nhà bị stress quá à. Hôm nay được được hỏi ngộ chị Ngọc Trinh nha. Hả? Em muốn set up của chị Ngọc Trinh. Sao vậy? Ngọc Trinh fan rồi. Bye bye. Bye bye. Hello cả nhà nha. Tại vì tình hình dịch đó cho nên em quay TikTok. Thì có nhờ chị của em để mà make up mọi người biến hình dịch vá hình Thiên Nga. Thì bây giờ mọi người coi mặt con dịch trước nha. Chút xíu nữa mặt Thiên Nga sao. Có sao nó vậy. Đó thì rất là mong mọi người, những anh chị và con cô bác mình thương yêu ủng hộ clip của em nha. Trong chương trình đó mọi người thấy không, quay một clip TikTok là cả một quá trình cực khổ cực luyện. Chứ đánh như chồng đen hay chi chị. Ôi dễ chứ đánh như chồng đen luôn á. Đâu có cần phủ đen ở trong chồng đâu. À, trời ơi chị ơi. Chị ơi để tự đánh chứ chị. Trời ơi ác quá vậy trời. Sáng chưa? Che gâu lại giùm em đi. Tại chị bèo chị muốn gâu cái bd cho em gâu chị lắm. Đê cho em mọc gâu là mọc giùm mấy chị nha. Ôi tao khôn hả? Đó kỹ từng chi tiết như YouTube dừng là cái mặt em này. Quay sát là cái mặt em là YouTube ơi. YouTube này thiệt á. Năm nay chắc cho nghỉ gì quá. Dịch cái hình như hết thân nha YouTube nha. Đó đây chị em ở nhà quay clip chơi cho mọi người nha. Quay clip để cho mọi người ở gần ở xa nè, cho bà con cô bác mình coi để mình xả stress, để cho đi đi những cái buồn phiền mà mình có năng lượng tích cực, để mình càng ngày để mình chống chọi con Covid nha. Covid hả? Ta là cô hồn, ê lộn, ta là cô đây. Quá nhi, cô đây. Đó, ở nhà dịch. Ta là cô hồn. Đó, đây là bước tiếp theo là đánh màu mắt nha mọi người nha. Đây là cái cây này có đau. Rồi, cái dàm nha châu, nha bò, cho đánh cái cây mỏ lết, mỏ đau. Chị đuôi cái mỏ lết trên đầu, mỏ đau. Cô đúng đau. Nhưng ghẹn quá, ghẹn không đi. Trời chị ơi, YouTube đó chị. Lòn tay chị là chị. Trời ơi, chơi mình lặng mẹ. Nó là một phấn chứ mày ghẹn là chị. Mà trang điểm mà như trang điểm vô cái khuôn khổ bà ở nhà. Cái lúc mà đánh màu mắt cái chị không chịu kêu em nhắm mắt rồi. Rồi lúc chị quạt ở dưới chị không kêu em mở mắt ra. Rồi bà đánh theo tâm trí của bà, tâm linh của bà đánh sao đánh rồi má. Cô đó chưa học, chưa đi học. Nè mấy khúc mà là chị mới kêu mở mắt to tròn rồi nè. Mấy người make up người ta làm vậy. Đúng rồi. Tự nhiên chị kêu nhắm mắt và chị tố dưới ai thấy. Đâu đánh trường hào rồi đánh xuống gò má thôi vậy má. Ủa cái mí dưới này còn bự quá không luôn. Rồi em thức đi em mấy chị. Thấy con mắt này bự lắm luôn. Ai nói? Tại vì mày nhớ lên là ở dưới nó ui cục con mắt ra. À, em nói em tiễn tử. Chào chi rồi cố giàu hay xỉ mít thế sao. Thì bây giờ tình hình dịch bệnh nên những anh chị em bạn bè nào mình có mấy cái clip ở nhà đó thì mình yêu cầu Hương Phương ăn cái gì, hay là làm đồ ăn gì, hay là make up đi tông gì, tông cổ điển hay là sexy, hay là lady boy, lộn quên, hay là xà bông lady boy, quên. Ai muốn làm trang điểm với tao trang điểm cho mình không á. Là sao? Coi nhà mà búp bê chửi gì nữa nha. Nhắm nhẹ nhẹ. Làm giúp gì chưa? Nhắm nhẹ nhẹ em. Ờ giống gì đó. Trời lần đầu tiên được chị gái make up luôn á mọi người. Thôi liu liu liu. Chơi với nhau 46, 14, 32, 11, 9 năm rồi đó mới được mấy trang điểm đó. Ôi. Sáng. Sáng liền. Chưa. Dạ. Nhắm đi là sợ quá, cây cọ đi, không cây cọ đi làm sao. Nhắm lại đi, nhắm lại đi. Này đang sáng này. Nhắm lại đi. Nhắm đi. Nhắm thiệt có tờ như là mình đang ngủ. Ngủ. Trời ơi, tử su má. Ngủ. Mày nhắm kiểu ngủ. Mày nhắm kiểu ngủ đó cứ chớp chớp mà mày nhắm kiểu tử đi. Nhắm kiểu ho su má đơ. Trời ơi, có khuôn á chị. Đúng có khuôn. Trong cái tử nó nhắm mạnh lên mày chớp hoài kìa. Nó thở ra lát xin tiếng bay vô mắt. Nhắm mà nhú. Khó lắm á nha. Chị là người make up đầu tiên yêu cầu khách nhắm nhắm người như hướng, người nháy, người nhú, đồ tùm lum la luôn á má. Ngửa gì nữa vậy? Ngửa là mở lên bờ, mở bờ vô. Vậy là má, mà kêu mở mắt rồi mà kêu ngửa. Tôi đâu có học bơi rồi mà kêu ngửa.
xấu đẹp mấy. Mấy cấp gần đây nè, thì YouTube ơi. YouTube phóng gần lại cái mặt em này YouTube. Ờ, tập trung nhờ em chúc em gửi 500 vui vẻ hơn. Đó, đây là công đoạn thứ hai. Cái mặt mình vậy mà bút bá trang điểm được hay thì cái chỗ khó, mẹ ơi, nó bị phu chỗ này là sợ vô mắt. Chị ơi, em đưa cho 500 đó. Trời ơi, chị giữ giúp em đi. Nãy em cục gàng, giờ cái mặt khó trang điểm. Ờ, từ đây tới tối còn nữa. Rồi nè mọi người, coi đây mọi người. Nói chị tôi vẽ mắt đó, nãy giờ tôi tưởng nó phải vẽ tranh đồng hồ. Tranh đồng hồ là cái gì? Đó, mọi người thấy mắt đuôi cá chưa? Cái này mắt đuôi cá nhưng mà chồng lên cái đuôi cá không? Quay không? Bị gì vậy? Đẹp không mọi người? Mắt đuôi cá nha, mắt đuôi cá với mắt đuôi cáo. Mắt cụ luôn. Bên này ăn cái này cho con được nó miếng chợ. Ừ, để bình thường đừng có chợ. Em không có chợ á. Thôi gì vậy, ý là không có chợ mà. Bình thường rồi nè, không có chợ mình làm gì giống đập đá. Em đang uống nước ngọt rồi mà đập đá chứ nói gì vậy trời. Mày không chợ sao giống mấy thằng này. Trời ơi. Dương vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Thôi. Thôi. Lại sáng. Lại sáng. Mặt cười. Trời ơi. Mặt cóc mặt cười. Mên mặt cóc đi. Trời ơi, vẽ mặt cười với trời ơi. Không, cái đó mình chậm cái khuyết điểm là hết liền rồi. Hay cái gì trời. Dạ, lậu miếng vàng. Dễ thương quá cho mẹ vậy. Ừ, dễ thương vậy không? Để luôn đi. Ghê quá à. Giống như tôi phương thì đại số mình miếng nè. Nhìn kìa. Mẹ đóng ma 10 á. Mẹ mày dễ là giống ma mèo quê. Hồi hồi hồi. Hello honey. Đó thì bây giờ chuẩn bị quay TikTok biến hình cho mọi người nha. Đây là hình ảnh của một cô con gái. Tông này là thời đại Chín mươi. Cái bông đi. Bông vàng dài á. Cái này là hộp. Ừ, thấy cái bông. Đúng rồi, đúng rồi. Đeo đi. Em đeo. Lỗ tai thì dễ đeo. Ừ. Biết con lỗ không? Á, à, đâm qua nè. Một chiếc thôi hả chị? Hai chiếc. Bông này không thấy nha. Bông này không thấy á. Giờ dán tóc nhẹ nhàng lên. Bởi vì tao ghét tao chân. Tao không sao. Ủa còn chiếc bông nữa đâu rồi sợ. Một chiếc thôi cũng được. Thôi, để chiếc bông nó hết luôn nha. Hello, biết sao. Nè. Để đẹp đó chị. Trời ơi, đuổi như vậy. Trời ơi, bông vàng nó có vàng nữa. Ngờ quá anh chị. Hai 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 hai. Trong thời gian chuẩn bị biến hình nha mọi người nha. Xu phi xu 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 kém như nó đẹp hơn nãy. Ừ. Vậy để 2 cộng đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ở được. Đó chị. Ừ. Đúng rồi đó. Sáng cái mặt em ra luôn á. Giống gái hơn á. Ừ. Chị phải lấy cái tâm. Ngủ nhiều quá chị. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi, chính xác.
không nghe ai luôn. Sợ cái đồ phố. Ờ. Bộ hổng gà luôn á má. Mày giống Phương Phụ. Cái máy uống được, uống lông mi luôn được. Uống lông mi được. Uống không? Ở rụng hết luôn á má. Uống thử. Uống hay bà dụi? Không biết uống, đại á. Nó giống dụi quá. Thôi khỏi đi chị ơi, để nó bay lưu thôi lưu thôi. Chứ em nghĩ để cái quạt nó bay bay đẹp hơn. Ủa. Ờ đó. Rồi. Thôi được. Được rồi. Đẹp bà đó bà đi, đẹp bà đó bà uống thôi bây giờ. Rồi được rồi chị ơi. Thôi nó bị. Chị lấy kẹp xỉa đi. Vì hôm nay hồi nó bung quá, cãi đi gì hỏi. Giờ tao uống hàng hoàng nè, tao biết uống này mày là tao gói quá, tao không uống được á. Cái chị quay. Cái gì? Không vô áp nó đẹp lắm chị. Nó chảy nữa. Cho nó đều nè, nó bị hỏng rồi, đẹp rồi đó. Được rồi, đừng có chỉnh nữa.